Trong những người giàu có, không ai giàu hơn người không biết thừa nhận những sai lầm của mình và học hỏi từ chúng. Kinh doanh tốt nhất là nắm bắt cơ hội. Người thành công không nói chuyện về những gì họ đã làm, mà làm những gì họ nói. Không bao giờ nên bỏ qua cơ hội để kiếm tiền. Tìm cách giải quyết vấn đề của người khác, bạn sẽ trở nên giàu có. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó tạo điều kiện cho hạnh phúc. Tư duy giàu có chính là tư duy không ngừng tìm kiếm cơ hội. Hãy đầu tư vào kiến thức của bạn, nó sẽ trở thành tài sản lớn nhất của bạn. Không bao giờ để thất bại ngăn cản bạn đạt được ước mơ. Nghĩ lớn và hành động lớn, thành công sẽ đến với bạn. Tập trung vào sự phát triển cá nhân, thành công sẽ đến theo đuổi bạn. Làm giàu không phải là chuyện may mắn, mà là kết quả của sự kiên nhẫn và nỗ lực. Nỗ lực không bao giờ vô ích. Hãy kiên trì đến cùng, thành công sẽ đến với bạn. Đừng sợ thất bại. Hãy học hỏi từ mỗi thất bại để trở nên mạnh mẽ hơn. Người thành công không bao giờ từ bỏ, họ luôn tìm cách vượt qua khó khăn. Tìm kiếm mục tiêu lớn lao và cống hiến mọi nỗ lực để đạt được chúng. Học cách quản lý rủi ro và đầu tư thông minh để làm giàu. Đánh giá thật chính xác giá trị của thời gian, đó là tài sản quý giá nhất mà bạn có. Không bao giờ nên để người khác quyết định giá trị của bạn. Sự sẵn lòng thay đổi và học hỏi là chìa khóa của sự thành công. Tạo ra giá trị cho người khác, bạn sẽ nhận lại giá trị đó một cách tự nhiên. Tâm lý tích cực và lòng kiên nhẫn là chìa khóa để vượt qua khó khăn trong kinh doanh. Tập trung vào điểm mạnh của bạn và phát triển chúng hơn nữa. Để làm giàu, hãy học cách đách thắng và tận dụng thời điểm thị trường. Đừng bao giờ để sự nghi ngờ chi phối quyết định của bạn. Tìm cách giải quyết vấn đề của người khác và thành công sẽ đến với bạn. Tự tin vào bản thân và những quyết định của mình. Hãy kiên nhẫn, làm việc chăm chỉ và không từ bỏ. Hãy tạo ra giá trị thực cho khách hàng và xã hội, thành công sẽ theo sau. Người thành công không nhìn về quá khứ, họ tập trung vào tương lai và định hướng cho nó.